Không ngờ là chưa đến 200k đã có thể sắm được ngay một chiếc hộp cơm, nấu được cả cơm luôn như thế này mọi người ạ. Độ này thì mình đang đi thực tập ở xa cho nên buổi trưa phải mang cơm đi làm. Thế là mình đã quyết định đầu tư hẳn một chiếc hộp cơm xịn sò luôn. Hộp này thì mình mua còn chưa đến 200k mọi người ạ, mà đang đứng ở top bán chạy cho nên mình quyết định mua về test thử. Hộp này của mình thì là loại 2 tầng, bên trên sẽ có hai cái bát và bên dưới thì có hai cái bát giống y hệt bên trên mọi người ạ. Nghe bảo là em này còn có thể nấu cơm được nữa cơ. Thế là không thể chờ lâu hơn được nữa, mình quyết định xách em nó xuống dưới và test luôn. Bát này thì mình sẽ cho ít gạo để nấu cơm, còn bát bên này thì mình sẽ luộc trứng. Tầng trên thì mình hâm lại một ít canh bí và mình sẽ để hai củ khoai này vào đây để hấp xem nó có chín không. Có một lưu ý quan trọng là mọi người nhớ phải cho nước vào trong cái khay này thì nó mới làm nóng được thức ăn, và mọi người cho một chút thôi, không nó trào ra ngoài đấy. Có chốt an toàn ở hai bên cho nên mọi người không sợ bị đổ thức ăn ra ngoài đâu nha. Xong xuôi rồi, bây giờ ta chỉ việc cắm điện vào và chờ kết quả thôi. A few moments later. Ok, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem thức ăn đã chín chưa nhá. Mới mở ra là nghe thấy mùi thơm rồi đấy. Mọi người ơi, cái khoai này đã chín hết rồi này mọi người. Kiểm tra xuống tầng bên dưới thì cái phần trứng của mình chắc chắn là chín rồi. Cơm thì cũng đã được nấu chín luôn rồi nha mọi người ơi, quá là tiện luôn. Ê, tính ra còn chưa đến 200k mà sắm được một em hộp cơm như này thì quá là ngon luôn. Dùng để hâm nóng đồ hay là nấu thức ăn thì cũng được luôn. Yên tâm là hè này mang cơm đi làm không sợ bị thiêu nữa rồi nha. Mẫu mã thì trông cũng rất là xinh. Người dùng 2 tầng hay là dùng 1 tầng thì cũng đều ok luôn đấy mọi người ạ. Mình cảm thấy nó thật sự rất là xứng đáng với cái giá của nó. Và mình để em nó ở góc trái màn hình nha. Bye bye.